Nhân Dũng kể về câu chuyện âm nhạc thì mình đã nhớ một cái chuyện như thế này. À, cũng đã lâu rồi, chẳng phải hơn 10 năm rồi. Yeah, đúng rồi. Đấy, có một số ca nhạc trên truyền hình. Chính đấy là một chương trình về khiêu vũ. Yeah. Đấy, và chương trình đấy thì các vũ công sẽ khiêu vũ trên cái nền hát live. Thì là có một số các ca sĩ hát live, trong đó là có Hồ Trung Dũng. Và mình đã nhớ ngày đó rất là nhiều bạn bè của mình, cả những người làm báo nữa, họ cũng hỏi mình là có biết đến cậu đấy không? Sao thấy đẹp trai mà hát hay thế kia mà sao không nổi? Đó thì khi mình xem thì mình biết ngay, thì mình tại vì mình đã biết Dũng ở trong nhóm bè Cadillac trước đấy. Yeah. Rồi, và mình đấy nghĩ là chuyện đấy là một điều rất là bình thường, nhưng có thể dưới góc độ khán giả chẳng hạn, người ta sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên là tại sao một cái hình ảnh trong mắt họ là rất là hoàn hảo như thế kia, tại sao bây giờ họ mới biết? Nếu không có chương trình này họ không biết cậu ấy là ai. Những cái thời điểm đầu tiên mà gần như là Dũng bắt đầu có những cái hoạt động riêng bên ngoài nhóm bè Cadillac ấy, thì lúc đó Dũng đã đứng trước những cái lựa chọn như thế nào về âm nhạc của mình? Điều mà Dũng hay nói với các bạn trẻ bây giờ, từ sinh viên của Dũng hoặc là trong những cuộc nói chuyện ở bên ngoài, Dũng cũng nói là đôi khi chúng ta không nên tính toán nhiều quá trong công việc. Cái mà Dũng thích làm là cứ khám phá đi, và làm cái gì cũng đặt hết cái tâm hồn của mình vào đi. À, ngày xưa cái thời gian mà hát Bước Nhảy Hoàng Vũ là Dũng nhớ là cái năm thứ hai Dũng đi hát. Và Dũng bước vào nghề một cách vô cùng là vô tư, hơi ngây thơ một chút xíu. Không có chiến lược, không có bất cứ cái gì hết, và chỉ hát những gì mình thích. Lúc đó thì chương trình đang cần một vài ca sĩ để hát live. Có thể hát nhạc quốc tế được, nhạc tiếng Anh được, nhạc các thể loại khác nhau. Và ngay lập tức Dũng nhận lời, bởi vì được hát những bài mình thích. Chứ cũng không quan tâm coi là lên sóng cỡ gì, có ai thấy mặt mình hay không, là có tên của mình hay không. Và thật ra là thời gian đó tốn rất nhiều thời gian cho nó, thu nhập gần như không có, bởi vì là phải tập từ thứ hai cho đến thứ sáu, rồi thứ bảy chủ nhật là lên sóng. Và từ cái sự tình cờ đó mà Dũng bắt đầu được mọi người biết đến. Và từ cái show đó thì lại có những cái chương trình khác mời Dũng, và mọi người biết đến Dũng nhiều hơn. Và Dũng nghĩ rằng là chính nhờ cái sự ngây thơ vô tư đó mà Dũng được có những cơ hội về sau. Nên Dũng tính là nghĩ là người tính không bằng trời tính, mình cứ làm hết mình đi. Cũng yeah. Giống như rất nhiều người đi phòng trà và thấy nhóm bè Cadillac hát cho các ngôi sao thì cũng thắc mắc là sao có cái cậu kia đẹp trai thế đấy mà sao không thấy đi hát đơn. Chắc nhiều người cũng thắc mắc như vậy. Thì cái này thì mình cũng phải hiểu cái tâm lý của đám đông thôi, tức là người ta luôn luôn có một cái sự ưu ái dành cho những anh chàng hay những cô nàng xinh đẹp mà có xuất hiện trên sân khấu. Và yeah. Nếu như anh chàng đấy, cô nàng đấy mà chưa nổi tiếng thì đương nhiên người ta sẽ thắc mắc thôi. Thật ra cái hồi mà em đi hát ở nhóm bè là cũng thường xuyên như vậy, mà không phải chỉ khán giả đâu. Các nhạc sĩ cũng đều gọi điện thoại riêng, các ca sĩ cũng vậy, gọi điện thoại nói là Dũng ơi sao mà không đi hát solo đi. Và thật ra chính những cái lời mà thỉnh thoảng cứ trách vui như vậy và làm cho Dũng bắt đầu thôi thúc là đi hát solo, và quyết định đó là phải sau nhiều năm.